Bữa có coi tivi á, mọi người có coi VTV, có hay coi VTV2 không? À, có một cái sản phẩm mà muốn chia sẻ với mọi người, đó là huyết thanh tổ yến. Trời ơi, nói chung là một cái sản phẩm rất là mới, nhưng mà cũng lâu rồi ở Hàn Quốc, nhập khẩu từ Hàn Quốc trở về đây. Ngày hôm nay muốn chia sẻ với mọi người về huyết thanh tổ yến. Huyết thanh tổ yến là được nhập trực tiếp từ Hàn Quốc luôn, một cái sản phẩm từ Hàn Quốc mà có cái lượng collagen lên đến 200 lần lượng nha. Bình thường cái huyết thanh, mấy cái huyết thanh á, thì nó không có cái lượng collagen cao như vậy đâu, nhưng mà riêng về cái huyết thanh tổ yến này có cái lượng collagen cao lên đến 200 lần luôn. Giúp da da dễ trắng nè, hồng hào nè, rồi những cái vết thâm nám cũng không bị thâm nám nữa và giảm đi tối đa luôn đó. Mà huyết thanh tổ yến á, còn được mệnh danh là nước thần mà chứa nhiều protein nhất, cao nhất luôn. Nó tái tạo được cái làn da của mình, mọi người có biết không, có biết cái vụ đó không? Mà đây đây là huyết thanh tổ yến nè mọi người ơi, đây là cái hộp huyết thanh tổ yến được nhập từ Hàn Quốc luôn, rất là lịch sự nha, rất là sang trọng luôn. Đây cho mọi người xem nè, đây là huyết thanh tổ yến đó, mọi người thấy không? Giống như là khi mà mình dùng cái sản phẩm này á, giống như là một cái bộ khung để mà bảo vệ cái làn da của mình vậy đó. Nó nâng đỡ da và không có làn da chảy xệ nữa, rồi đào thải những cái độc tố cho da nữa. Rồi khi mà da mà nhiễm cái cortisone á, cortisone á, cái cortisone là cái loại làm cho cái da mình nó lì và nó làm tổn thương da rất là nhiều. Thì đây là một cái loại mà nó sẽ làm thải độc tố nó ra ngoài khi mà dùng cái huyết thanh tổ yến này. Đây cho mọi người xem nhá, ôi tim quá trời luôn. Lâm Minh Anh chào con, mưa quá cũng không có chơi trung thu được. Đây nè, đây là huyết thanh tổ yến nha mọi người nhé, đây có tem bảo vệ chống hàng giả luôn. Đây đây là huyết thanh tổ yến nè. Đây là chai, chị dùng đến chai thứ hai rồi, đây là chai mới nguyên cho mọi người xem đó. Bây giờ giới thiệu cho mọi người nha, nhìn cho mọi người nhìn cho kỹ nhá, cái chai huyết thanh tổ yến của mình nhá. Đây là một cái loại huyết thanh tổ yến cực kỳ tốt luôn cho mọi người xem này, thấy không? Đây là bao bì của huyết thanh tổ yến nhé, đó cái chai nó đây. Đây thì giới thiệu cho mọi người nghe nhé, đây là một cái chai mà thường thì người ta dưỡng da, người ta muốn cho da mình được mạnh khỏe, muốn cho da mình được tươi đẹp, được xinh xắn, được hồng hào, trắng trẻo, và những cái tổn thương của da nó cũng làm cho cái vết thâm nám nó mờ đi rất là nhiều, cũng như là những cái vết chân chim nè, nó tái tạo làn da của mình, làm cho da của mình được săn chắc hơn, khỏe hơn và không có chảy xệ, nó nâng cơ luôn cả cho da mặt của mình nữa đó. Mọi người thấy không, đây là huyết thanh tổ yến nhá. Đây và cái chai huyết thanh tổ yến này á, một một để coi một giọt huyết thanh tổ yến á, là bằng 10 giọt serum. Đây là huyết thanh nha, chứ không phải là serum nha mọi người. Mà một giọt huyết thanh tổ yến này bằng 10 giọt serum, thì là mọi người cũng biết là cái chất lượng của nó như thế nào rồi, đúng không? Cao gấp hai, cái lượng collagen á, là cao gấp 200 lần, 200 lần sữa ong chúa. Sữa ong chúa thì thường là người ta nói là cái lượng collagen cũng nhiều rồi, đúng không? Thì á, bây giờ cái một một cái cung cấp một cái lượng collagen á, chỉ cần một giọt này thôi là bằng 10 giọt serum và cung cấp 200 lần, gấp 200 lần là cái sữa ong chúa. Thì đây là một cái sản phẩm được nhập khẩu từ ở bên Hàn Quốc về, một cái sản phẩm rất là nổi tiếng bên Hàn Quốc luôn. Cái này là 800 ngàn một chai, 800 ngàn một chai đó em Hoàng Yến ơi. Thì khi mà dùng cái này á, sợ sẽ làm cho cái da mình nó trắng hồng lên luôn, nó trắng hồng nè, rồi có cái tem chống hàng giả của Bộ Công an nữa đó.
rồi được đưa vào bệnh viện Gia Liễu để dùng. Hiện tại bây giờ cái sản phẩm này nó được đưa vào, được các bác sĩ đưa vào viện bệnh viện Gia Liễu để mà tiêu dùng rồi. Cho nên hoàn toàn yên tâm, không tổn hại đến da luôn, mà bác sĩ khuyên dùng luôn. Những ai mà muốn làn da mình đẹp đó, là bác sĩ khuyên dùng cái này để tái tạo lại làn da của mình. Và đặc biệt, làm sao mà Kim Chi biết được là, tại vì Kim Chi đã coi VTV, VTV2, kênh truyền hình VTV2, và được nghe giới thiệu về sản phẩm này, cho nên là Kim Chi cũng tìm hiểu và được bạn Vi giới thiệu, được Nga Lê giới thiệu. Thì bạn nó giới thiệu về cái sản phẩm này cũng rất là kỹ. Cái sản phẩm này thì dùng thì cũng dễ lắm. Ví dụ như là vào buổi sáng và vào buổi tối thì chúng ta dùng từ 1 đến 2 giọt. Bởi vì huyết thanh này rất là đậm đặc luôn. Thì khi mà chúng ta dùng như vậy, chúng ta tán đều ra hết da mặt luôn. Sau đó là chúng ta đi ngủ. Thì sáng hôm sau chúng ta sẽ có một cái làn da cực kỳ đẹp, mịn màng. Và nó tươi mát lắm. Rồi buổi sáng á, thì chúng ta sau khi chúng ta rửa mặt rồi, chúng ta có thể dùng như là một lớp lót ở phía trong. Sau đó thì chúng ta sẽ make up bình thường bên ngoài. Thì nó giống như là một cái màn mỏng để mà bảo vệ cái làn da của mình trước ánh sáng mặt trời, cũng như là trước cái không khí ở ngoài đường á, những cái không khí mà dơ rồi nhiễm, đại khái là không có được sạch á ở ngoài đường, rồi bụi bặm này kia đó, thì là sẽ làm cho cái làn da của mình được bảo vệ để mà chống lại những cái kia tia cực tím nè, rồi khói bụi ở ngoài đường cũng làm cho tổn thương da mình á. Thì cái lớp này nó sẽ bảo vệ, sau đó thì chúng ta make up lại bình thường, hóa trang lại bình thường, không có vấn đề gì hết nha. Cô sử dụng sản phẩm này không? Cô đã sử dụng sản phẩm này cũng mới đây, cũng khoảng được gần 3 tuần rồi con. Thì thấy cũng tốt. Ôi cái chai này xài lâu lắm em ơi. Chai này xài chắc cũng phải được cả tháng mấy, 2 tháng á. Bởi vì mỗi lần xài có 1-2 giọt thôi. Mà đây nè, một chai này là tới 25ml lượng. Một chai này 25ml mà mỗi lần xài có 2-3 giọt thôi à. 1-2 giọt thôi, bởi vì nó là đặc đặc. Cho nên là chúng ta cũng không nên dùng nhiều quá. Mà một cái giọt này là bằng 10 giọt serum, và cung cấp gấp 200 lần lượng collagen so với lại sữa ong chúa nha. Đấy, với công nghệ vượt trội thì cái này nó thẩm thấu vô tế bào của da cực kỳ tốt luôn, mà nó sâu hẳn lên trong cái làn da của mình, sâu hẳn lên trong tận lớp da biểu bì của mình luôn á. Với lại nó đào thải và cái mụn nám cũng như là mấy cái tàn nhang á, nó cũng bớt đi rất là nhiều. Trạch ngư nó trị mụn cám có đó con. Cô thấy là mụn cám nó cũng giảm đi rất là nhiều luôn á. Cái nói chung là đây là một cái loại huyết thanh tổ yến, mà con cũng biết rồi đó, huyết thanh tổ yến thì cực kỳ tốt, nói về tổ yến thì cực kỳ tốt rồi đúng không, mà đây là huyết thanh tổ yến nữa đó. Thì với cái công nghệ vượt trội của bên Hàn Quốc á, mà đây là cái sản phẩm mà nhập trực tiếp từ Hàn Quốc về, cho nên là khá là tốt, khá là hiệu quả với những làn da của người châu Á, cụ thể là da của Việt Nam mình á. Thì nó làm cho cái làn da của mình á, cung cấp cái lượng collagen cho làn da của mình cực kỳ tốt và cực kỳ nhiều luôn, giúp da săn chắc luôn nè, rồi nó tươi trẻ hơn, cái làn da của mình sẽ tươi trẻ hơn, khỏe đẹp từ trong ra ngoài luôn. Tươi lắm. Thì bây giờ mọi người cứ thử đi, cái giá của nó là 800.000 một chai huyết thanh tổ yến nha. Cảm ơn Hạo Nhiên. Em thử dùng cái này đi, nó cũng tốt cho da của đàn ông lắm đó nha Hạo Nhiên. Bởi vì đây là huyết thanh tổ yến 800.000 một chai này, và xài được đến 2 tháng mấy, gần 3 tháng luôn. Bởi vì nó cực kỳ đậm đặc, nó cực kỳ đậm đặc luôn. Và khi mà xài á,
là nó sẽ làm cho cái làn da của mình á, nó sẽ không có mụn nữa, nó không có nám nữa, và nó sẽ làm cho da mình trắng hồng hơn và khỏe đẹp hơn, săn chắc hơn, và nó nâng cơ da mặt mình hơn nữa đó. Cho nên là Hạ Liên ơi, em xài đi. Xài một chai là có hiệu quả rồi nha Hoàng Yến. À, chỉ cần nửa chai thôi là đã có hiệu quả rồi. À, chỉ cần xài khoảng 2 tuần là đã thấy có hiệu quả từ từ rồi đó nha em. Cho nên là lát nữa chị cũng xài cho mọi người xem luôn đây nè. Rồi, đi đôi với cái sản phẩm này thì chúng ta cũng không thể nào thiếu một cái sản phẩm nữa. Khi mà chúng ta xài cái sản phẩm này xong rồi nhá, thì chúng ta lại có một cái sản phẩm để mà chúng ta có thể làm cho mình trẻ đẹp hơn, xinh xắn hơn. Bởi vì không chỉ dùng cái này không, bởi vì cái này nó là một cái chất để dưỡng da thôi và bảo quản cái làn da của mình. Nhưng mà dù sao đi ra ngoài đường thì chúng ta cũng phải có một cái gì đó nó hấp dẫn, nó xinh đẹp hơn đúng không? Thì chúng ta lại có một cái kem, người ta gọi là kem make up. Tức là thay vì chúng ta đánh phấn thì chúng ta không cần đánh phấn nữa, mà chúng ta sẽ dùng kem để mà chúng ta đánh phấn lên. Đây là kem make up giống như là một cái hộp phấn vậy đó. Make up thì nó có công dụng, rất là nhiều công dụng, giống như là một cái kem make up thần thánh vậy đó. Nó có 6 cái công dụng luôn. Mọi người thấy đặc biệt chưa? Và cũng có tem bảo vệ của Bộ Công an luôn nè, mọi người thấy không? Có tem bảo vệ luôn. Tức là cái kem này dùng make up cho da mặt và cổ, trang điểm đẹp và tự nhiên và trắng sáng tự nhiên luôn. Thay vì chúng ta phải đánh phấn thì chúng ta mới sáng đúng không? Chúng ta mới trắng đúng không? Thì bây giờ mình dùng cái kem này cũng giống như là một lớp phấn, và nó trắng, nó bật tông lên khoảng 2 tông luôn. Không cần dùng đến phấn, và đi ra ngoài đường mọi người cũng không biết là mình đang dùng kem. Nó đặc biệt ở chỗ đó. Bởi vậy, chính vì vậy mà người ta mới nói là thần thánh đó, mọi người biết không? Trần Mỹ Hòa Hưng, cái chai huyết thanh tổ yến này là 800 ngàn. Còn đây là cô đang giới thiệu về cái kem make up nè. Cái kem make up này á, thì là đâu? Sản phẩm huyết thanh tổ yến. Còn đây là kem make up. Cái make up này á, là cái loại cũng là một một hiệu với lại Edali luôn. Edali là cái hiệu của cái huyết thanh tổ yến luôn. Và đây đây là cái kem Edali của kem make up luôn. Khi mà chúng ta dùng cái huyết thanh tổ yến này á, thì chúng ta dùng kèm với cái này luôn để cho nó đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi chúng ta dùng cái này để chúng ta bảo vệ, làm một cái lớp bảo vệ là da mặt của mình rồi á, thì sau đó chúng ta đánh cái này. Khi mà chúng ta đánh dùng cái kem make up này á, thì chúng ta sẽ giống như là một cái lớp phấn, và coi như là mình trang điểm bằng phấn vậy đó. Nhưng mà thực ra nó vừa dưỡng da, nó vừa làm trắng da luôn. Chúng ta sẽ bật lên 2 tông ngay lập tức. Đó, thì dưỡng trắng da bền vững sau 30 ngày sử dụng. Chỉ cần sau 30 ngày sử dụng thôi là chúng ta cảm thấy cái làn da của mình nó sẽ trắng sáng hơn, nó mịn màng hơn và nó đẹp hơn rất là nhiều, tươi trẻ hơn rất là nhiều nha. Rồi bên cạnh đó nó còn công dụng nữa, nó có 6 công dụng lận. Cái thứ nhất á, là làm trang điểm cho cổ và cho da mặt, rồi trang điểm đẹp tự nhiên luôn, giống như là mình không có make up, sáng bật lên 2 tông tức thì luôn. Rồi dưỡng trắng da lâu bền trong vòng 30 ngày. Chỉ cần 30 ngày thôi sử dụng là chúng ta đã thấy trắng sáng đẹp cực kỳ rồi. Còn bên cạnh đó là làm mờ cái vết thâm nám và những vết chân chim, vết nhăn, nó cũng giảm thiểu đi rất là nhiều. Rồi một cái công dụng nữa là dưỡng ẩm và bảo vệ làn da của mình. Rồi thêm một cái công dụng nữa là kem make up này có giá là 680 ngàn. 680 ngàn đó. Đây nè, mở ra cho mọi người xem nhé. Đây, khi mà mở ra thì nó như thế này. Đó, kem rất là thơm luôn, rất là hấp dẫn luôn, mùi rất là thơm nha mọi người nha. Và đánh lên á, lát nữa thì chị sẽ dùng cho mọi người xem nha. Bây giờ thì cho mọi người xem cái bao bì ở ngoài nha. Kem Edali, đây là kem Edali đó mọi người ơi, có giá là 680 ngàn. Đây, đây là kem Edali đó. Đây, cái xe kem như vậy nè.
đẹp không, của Hàn Quốc nha mọi người ơi. Make up và làm trắng da cả ngày luôn. Đây là bao bì của Italy.